Dây này phải mất khá nhiều đấy nhỉ. Xong chưa? Đi chưa? Con này toét hết đầu. Cái dây này nó mới rơi vào tầm ba mấy mét đấy nhỉ. Bốn mấy mét cả. Mẹ soi khắp mà ao được ấy. Cứ đấy đấy, cứ dịch chuyển. Khu này gió này dây không biết có chịu được không? Tí mắc lên cái mít kia. Cái mắt kia không biết còn dùng được không nhỉ? Cái mắt đằng sau chắc là không được rồi, mới lắp hai mắt quay lại. Ôi. Rơi lại tụt bóng rồi. Cột này hàn cả cái chân lên. Cho thêm xuống này. Trước mặt bắn dưới một chút. Nhưng phải lệch kia nhá. Đúng không? Rồi thì cứ bắn chiều này đã. Mai hôm nay đi lắp cam trời còn nắng đấy nhỉ. Trời mưa chỗ này đứng lúc là ướt hết. Nắng mới có gió. Đi chưa? Có lấy ra được, vấn đề là khoan vào có lấy ra được không? Khoan là còn nhiều pin luôn đấy. Mặt
20. Soi hầu ngoại nó là 80m thì cả khu vực này là nhìn thấy thoải mái. Đấy, đấy không? Làm 2 vít thôi. Để làm cái có cái mái che này camera nó đỡ hỏng. Hai lớp á, cả đấy à? Lớp cái khoan nó khó. Hết pin à? Đấy, em sợ hết pin. Hả? Đỏ rồi. Đỏ là hết pin rồi. Đi lắp 4 mắt camera an ninh để theo dõi, để theo dõi cho cái ao cá của người dân. Cam này là mắt cam da hua, thân dài, mắt 20, quy thông số kỹ thuật là có thể có cái hồng ngoại ban đêm, có thể chiếu xa tầm 80m. Cái gì? Hả? Thang chạy trước đấy á?